cúng dường và con đường tu hành của thầy Thích Minh Tuệ, thời gian qua, đa phần nhiều người bức xúc rằng tại sao các nhà sư đã buông bỏ hết tất cả tham, sân, si, nhưng lại sao họ lại giàu có và sang trọng đến vậy, lên xe xuống ngựa, sống sung sướng trong các ngôi chùa to lớn. Khi nhà sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trên tuyến đường Bắc Nam, thì lại càng phản chiếu rõ nét hình ảnh tham sân si của một số nhà sư kia hơn nữa. Thầy Minh Tuệ phát tâm tu học, không sợ mưa, không sợ nắng, thầy luôn khiêm cung và xưng con với mọi người, không nhân tiền cúng dường, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, còn ngủ thì ngủ dưới gốc cây, nhà trống, ở nghĩa địa, nghĩa trang liệt sĩ, ngoài đồng hoang vắng, thực hành ba cái y và một bát theo lời dạy của Đức Phật. Đây là một sự tương phản quá lớn đối với một số nhà sư trong các chùa hiện giờ. Chính vì vậy mà mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một người lên tiếng nói về chuyện tài sản mà bá tánh cúng dường cho các sư, các chùa. Người này đưa ra nhiều lý lẽ và sáng kiến rất hay. Cũng như căn nhà đóng kín, chúng ta sẽ không thấy được gì, nhưng chỉ cần một tia sáng lọt vào, lập tức thấy bụi bặm nhảy múa đảo điên. Không thuyết pháp, nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống đời đức hạnh, sư Minh Tuệ đã làm hiện nguyên hình tất cả tà sư và tà pháp trong một xã hội rộng lớn đang nhiễu loạn. Đạo đức có một sức mạnh lớn lao như thế đó, nó mau chóng giúp người ta nhận ra thật giả, tốt xấu, khiến lòng người xúc động, biết hướng thiện và hướng thượng trong âm thầm mà mãnh liệt. Đó là sức mạnh kỳ diệu của đạo đức mà không tiền bạc nào làm tốt hơn và làm một cách đơn giản đến thế được. Thầy Minh Tuệ đang trở thành một hình ảnh đẹp hiếm thấy cho Phật giáo Việt Nam và là nguồn cảm hứng lớn cho những người theo đạo và dân chúng nói chung. Điều đó là tích cực và nên được nuôi dưỡng như một hạt giống lành trong tâm mỗi người. Tuy nhiên, không nên quan niệm rằng ông là khuôn mẫu duy nhất đúng, rồi nhất nhất hành theo và phản đối những lối đi khác. Phật giáo có nhiều pháp môn, tùy theo căn cơ và những điều kiện của từng người mà áp dụng cho phù hợp. Nhưng dù là con đường nào thì cũng phải tuân thủ như là hạt nhân bất biến, đó là nghiêm trì giới luật để giữ oai nghi và phẩm hạnh. Nó giống như hiến pháp và pháp luật của một quốc gia vậy. Nêu vài ví dụ, sư Minh Tuệ không nhận tiền và giữ tiền, nhưng với những người xuất gia mà trú xứ là chùa thì tất nhiên cần phải có tiền bạc để duy trì các hoạt động Phật sự. Nhưng tiền ấy không phải là của riêng trụ trì hay một cá nhân tăng sĩ nào, đó là tiền của tăng chúng và thí chủ. Nó giống như ngân sách nhà nước vậy, là tiền của dân, công chức chỉ được quản lý và sử dụng vào việc kiến tạo xã hội và phục vụ an sinh. Ai lấy làm của riêng là phạm tội tham nhũng và phải bị xử lý hình sự. Vì thế, tiền chùa cũng phải được quản lý và chi dùng một cách đúng luật, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Việc biến của trung thành của riêng, cất giữ cho cá nhân là phạm pháp vi phạm giới luật. Ngày nay, vì không tuân giữ những nguyên tắc của đạo mà không ít ông bà sư đã giàu lên như các đại gia thứ thiệt, có nhà lớn, xe sang, đồng hồ hàng hiệu, sống xa hoa như ông hoàng bà chúa. Những kẻ như thế chỉ là hạng giả tu, mượn danh Phật mà mưu cầu lợi lộc, phá nát đạo pháp. Hòa thượng Hư Vân là một cao tăng với đức hạnh lớn lao, nhưng ông lại mang hình tướng một người tại gia, để râu tóc dài, mặc áo quần như người bình thường. Hòa thượng Tuyên Hóa thì đầu đà giống sư Minh Tuệ, trong khi vị thánh tăng Quảng Khâm lại chỉ ăn trái cây, không bao giờ ăn đồ ăn nấu nướng. Ở Việt Nam, chỉ nhìn thôi cũng thấy thầy Quảng Độ và thầy Tuệ Sĩ khác nhau rất nhiều, thầy Quảng Độ để râu dài. Dù khác nhau về hình tướng và đường lối thực hành nhưng tất cả đều tinh nghiêm giới luật, tâm từ bi quảng đại và trí tuệ phi phàm. Thầy Minh Tuệ, như chúng ta biết, trước khi độc hành khất thực trên mọi nẻo đường suốt 6 năm qua thì cũng đã xuất gia, vào chùa như bao tăng sinh khác. Tuy nhiên, vì không hợp với lối tu của các chùa ấy, nên ông quyết định bỏ ra ngoài, một mình hành cước. Rõ ràng ông không học theo ai cả, chỉ y chỉ pháp môn tổng trì mà thực hành. Đó là y pháp bất y nhân. Trước khi trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội những ngày gần đây, nhà sư Minh Tuệ đã lặng lẽ tu theo hạnh đầu đà gần 6 năm. Từng có thời gian ngắn tu hành ở chùa, nhưng vì cảm thấy không phù hợp nên ông chọn chuyển sang pháp môn này. Độc hành với đôi chân trần, với tấm y chấp nối từ vải vụn nhặt được, cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực, không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày, ông sống đời không nhà cửa, tập trung thân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của Đức Phật. Không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy, tu sĩ này nhiều lần khẳng định ông chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học theo lời Phật dạy. Lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật. Bản thân sư Minh Tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài, dù hành trình những năm qua đã giúp xả bỏ nhiều sân si để không còn ích kỷ, thù hận. Coi mọi người đều là anh em, cha mẹ và giờ nếu anh có chửi con vẫn coi anh là bạn, người ta có đánh con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ, như ông tự nhận. Với những người đang một lòng cầu giải thoát như sư Minh Tuệ, sự tôn vinh, sùng bái hay lời rèm pha, báng bổ dành cho mình đều là chuyện của người đời, không phải vấn đề mà ông đang bận tâm giải quyết. Có điều, sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng nên được thể hiện một cách đúng đắn, trí tuệ mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối,
phiền não, thị phi. Nên dành cho nhà sư theo hạnh đầu đà này sự tôn kính đối với bậc chân tu, và sự tôn kính đó không mang ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác. Phật giáo có hàng nghìn pháp môn tu tập, người muốn thành chính quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất, nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến niết bàn. Kẻ đố kỵ là đáng thương nhất trên đời, vì bị dày vò ngày đêm và tự mình lột mặt nạ mình nhanh hơn bất kỳ kẻ thù nào. Trong kinh, Phật Thích Ca nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Quan niệm ấy xuất phát từ lòng tôn trọng và để thực hành tâm bình đẳng với tất cả tha nhân. Và sư Minh Tuệ, bằng một sự giản dị, trong sáng và hết sức tự nhiên đã xưng con với tất cả mọi người. Ông nói, xưng hô như vậy vì tin rằng người khác giỏi hơn mình, có căn sâu hơn mình và có thể giác ngộ và làm thầy của mình trong tương lai. Ông cầu cho người khác thành tựu để nguyện theo học. Giữa lúc đó, ở một nơi chùa to Phật lớn lại có vị sư được gọi là Thượng Tọa Đức Cao Vọng Trọng. Vì không chịu đựng nổi nữa trước những khổ hạnh của sư Minh Tuệ và lòng tôn kính mà dân chúng đang dành cho sư, nên đã không giấu được lòng mình mà gọi người ấy là tay, là thằng, là ba trợn. Ông thượng tọa này hình như không học giáo lý của Phật, không có chút lòng thương yêu hay tôn trọng người khác. Qua lời ông nói người ta chỉ thấy tâm phân biệt, sự ác khẩu và cay nghiệt. Tôi tin rằng nếu gặp ông thượng tọa, sư Minh Tuệ sẽ liền xưng con như đang xưng hô với tất cả mọi người. Và sẽ luôn nở nụ cười trước cả những lời mạt sát của người đối diện kia. Lúc ấy, một người có chút tự trọng chắc phải thấy hổ thẹn, nhưng nhìn ứng xử của vị thượng tọa này, e điều ấy quá xa xỉ. Vị thượng tọa, trong khi thể hiện sự sân si không giấu giếm của mình, như thường lệ, đã mang phước ra đe dọa tín đồ. Tôi không biết khúc sau của clip này ông thượng tọa có dạy cho tín đồ của mình cách trục tội và tạo phước vì đã chót tôn kính một vị khất sĩ bằng cách tiếp tục kêu họ cúng dường cho mình như thường lệ hay không. Xưng hô khiêm hạ với mọi người cũng là một cách để diệt trừ tâm cống cao ngã mạn, điều phục cái ngã, đưa nó về trạng thái yên tĩnh của sự buông xả. Vì thế, tu thì việc đầu tiên là phải bắt đầu từ cái miệng. Khi gọi một người đồng đạo là tay, là thằng, là ba trợn, ông thượng tọa này có phải đang tự chứng tỏ một cách hùng hồn cho sự tồi tàn về nhân cách? Bi hài ở chỗ vẫn có rất đông người ngồi nghe ông ta nói và gật gù tán thưởng. Đúng là Phật cao một thước, ma cao một trượng. Hiện tượng tu sĩ Minh Tuệ một lần nữa nhắc cho ta biết rằng cũng như trong căn nhà đóng kín, chúng ta sẽ không thấy được gì, nhưng chỉ cần một tia sáng lọt vào, lập tức thấy bụi bặm nhảy múa đảo điên. Không thuyết pháp, không giao giảng, không nói đạo lý, nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống đời đức hạnh, hành giả đã làm hiện nguyên hình những hư dối trong một xã hội rộng lớn và tạo một nguồn cảm hứng đẹp đẽ cho sự hướng thiện của con người trong xã hội ấy. Đạo đức có một sức mạnh lớn lao như thế đó, nó mau chóng giúp người ta nhận ra thật giả, tốt xấu, khiến lòng người xúc động, biết hướng thiện và hướng thượng trong âm thầm mà mãnh liệt. Đó là sức mạnh kỳ diệu của những nhân cách lớn mà không tiền bạc nào làm tốt hơn và làm được một cách đơn giản đến thế.